Xin chào quý anh chị em, chúng ta sẽ tiếp tục học sách các quan sát. Và hôm nay, chúng ta bắt đầu với thời kỳ các quan sát. Và chúng ta có một phân đoạn khác mà chúng ta sắp đọc. Trong các quan sát chương 2 câu 16 tới câu 22, tôi sẽ đọc các quan sát chương 3 câu 1 tới câu 11. Các quan sát chương 3 câu 1 tới câu 11, chúng ta hãy cùng đọc. Tôi sẽ đọc câu 1, các bạn sẽ đọc câu 2 và thay phiên nhau như thế. Các quan sát chương 3 từ câu 1 tới câu 11, tôi sẽ đọc câu 1. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân israel tập cho chúng nó việc chiến trận nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước các dân tộc này là dân philippines cùng năm vua chúng nó hết thảy dân canaan dân sidon và dân hevit ở tại núi liban từ núi ba anh hedmon cho đến cửa Hamad. đức jehovah dùng các dân tộc này để thử thách israel đặng xem thử Chúng nó có ý vâng theo các điều răng mà Ngài cậy môi xe truyền cho tổ phụ chúng nó chăng? Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Zebusit cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quên Jehovah Đức Chúa Trời mình cùng thờ các hình tượng Ba Anh và Asera. Vì vậy, cơn thành nộ của Đức Jehovah nổi phần cùng Israel. Ngài phó chúng nó vào tay Kusandri Sathaim, vua nước Mesopotami. Nhưng Israel bị 8 năm phục địch vua Kusandri Sathaim, Kế ấy dân Israel kêu la cùng Đức Jehovah, Đức Jehovah bèn giấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Othniel, con trai của Kenan, em thứ của Caleb, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Jehovah cảm động người, người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Jehovah phó Kusan im vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Kusan Thaim xứ được hòa bình trong 40 năm, kế đó Niên, con trai Kenan, qua đời. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm trong cuộc đời mình một ổn định phải không? Mọi người đều mong muốn sự ổn định. Và câu hỏi là chúng ta có thể tìm thấy sự ổn định bằng cách nào và ở đâu? Và thế giới sẽ cho chúng ta biết một cục giải quyết tốt đẹp với gia đình và tiền bạc sẽ giải quyết được điều đó. Đó là điều mà dân Israel bắt đầu học được khi họ tiến vào vùng Canaan. Họ đang tìm kiếm sự ổn định chứ không phải rắc rối. Tất nhiên, nhiều người chống lại chiến tranh và chống lại rắc rối và xung đột. Tuy nhiên, khi có điều gì xấu trong chúng ta hay có điều ác Chúng ta cần phải quan tâm đến nó. Ví dụ, nếu tôi có một khối ung ung thư lớn trong cơ thể tôi. Tôi có thể nói với bác sĩ rằng tôi không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào. Vì vậy, nó không phải là rắc rối. Cứ để yên nó, tôi không muốn bất cứ con dao nào chạm vào cơ thể mình, tôi không muốn gặp rắc rối vì vậy chúng ta hãy tiếp tục sống một cách hòa bình bỏ qua sự tồn tại của nó và cố gắng sống một cách hòa bình điều đó có ý nghĩa không sự ổn định không đến theo cách đó đặc biệt trong đời sống đức tin của chúng ta sự ổn định đến khi chúng ta ổn định với chúa mối quan hệ của chúng ta với chúa tốt lành có căn cứ và chúng ta không cần phải cân bằng giữa Chúa và điều gì khác. Người chồng phục vụ hai gia đình có vững vàng không? Bạn có hiểu điều tôi đang muốn nói không? Có hai vợ đang ở hai nơi khác nhau. Cuộc sống của người chồng đó có ổn định không? Bạn có thể nói vâng, một người bên phải, một người bên trái tương tự như vậy, sự cân bằng đang tăng lên. Tôi không nghĩ vậy không có sự ổn định anh ta có một cơ thể một trái tim một tấm lòng không thể bị chia cắt hay chia sẻ cũng giống như vậy chúng ta những người đã dâng đời sống mình để phục vụ chúa chúng ta không thể phục vụ hai thần khác nhau chúng ta không thể có hai chúa hoặc hai chủ khác nhau nhưng dân israel như chúng ta đã đọc hôm nay trong đoạn đầu và trong đoạn hai mà chúng ta đọc cùng nhau cả hai lần họ đều nửa vời về. về mặt cà phê bạn có nghĩ họ có nửa rưỡi không 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 có nửa rưỡi à ở mỹ có một thứ gọi là nửa sữa bạn biết đó là gì không là nửa sữa và nửa kem trộn với nhau đó là một nửa sữa một nửa kem trộn lẫn nếu có quá nhiều kem thì đó là nhiều quá nhiều kem. Tất nhiên sữa đều sẽ quá sữa. Và thế là họ một nửa rưỡi và sẽ cân bằng lượng cà phê. Bạn chỉ cần đổ một nửa rưỡi. Nhưng trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nửa và nửa không có tác dụng. Ở đây, đối với dân Israel, nửa là Chúa. Chúng tôi họ đã trải qua chiến tranh và đẩy lùi và đánh đuổi dân Canaan được khoảng nửa đường. Và họ nói, được rồi, như đây là đủ không gian để họ sống. Họ đã đi được nửa đường và họ nói, chú ơi, chúng con có thật sự cần phải đổ máu để đẩy những người còn lại ra ngoài không? Họ có những cỗ xe bằng sắt và thép, liệu chúng con có thể dừng lại ở đây được nửa đường không? Nửa chừng. Và điều thứ hai là chúng ta đọc trong hôm nay. Họ có Chúa, nhưng họ có những vị thần khác. Trong thời kỳ khó khăn, họ kêu cầu Đức giê va và trong thời kỳ vui vẻ, trong thời kỳ thuận lợi, họ phục vụ thần Ba Anh và Asera mỗi bên một nửa. Trong chương 3 câu 6 có chép rằng cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó, ngay cả trong hôn nhân. Họ cũng trộn lẫn chúng một nửa, đặc biệt trong cụ ước, Đức Chúa Trời muốn dân ngài kết hôn với với người cùng nước hay là với người cùng đức tin. Tôi tin vào một cách ngày nay thông qua kinh nghiệm và từ những gì tôi đã thấy và từ những gì tôi đã được dạy điều này có thể áp dụng được chúng ta không cần phải cưới người cùng dân người cùng nước nhưng phải cưới người cùng đức tin không vì lợi ích của nhà thờ không vì lợi ích của quốc gia không vì lợi ích của bất kỳ ai vì lợi ích của chính bạn vì chúng ta giữ vững đức tin vì Chúa nhưng ngay cả điều đó họ đã đi được một nửa các quan sát chương 2 câu 17 tượng trưng cho phân đoạn một nửa và một nửa nhưng chúng cũng không nghe các quan xét vì chúng hành giam cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xoay bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt trước theo tổ phụ vân giữ các điều răn của Đức giê va Vì vậy, họ đã chọn một cuộc sống đồng tồn tại. Chúng ta hãy tự hỏi, cuộc sống của tôi có phải là một nơi ở chung không? thân thể và đời sống tôi có phải là một nơi cư trú chung của chúa và những thứ khác không một lần nữa câu hỏi điều gì mang lại cho chúng ta sự ổn định điều gì mang lại cho chúng ta sự thành công điều gì mang lại cho chúng ta mục tiêu của chúng ta là gì và chúng ta muốn đạt được nó bằng cách nào và thế giới và nhiều người thậm chí là cả chính chúng ta nhiều lần với môi miếng của chúng ta chúng ta nói rằng chúng ta tin vào Chúa chúng ta cầu nguyện nhưng nhưng trong tâm trí của chúng ta lại lo lắng về tiền bạc vậy cuộc sống của chúng ta có phải là sự chung sống và đấu tranh giữa Chúa và tiền bạc Chúa và các vị thần khác hay Chúa và sự ngu ngốc của tôi hay là Chúa và đường lối của tôi và thế là khi họ chọn sự đồng tồn tại trong tấm lòng của họ, điều này đã gợi lên sự rắc rối và những khó khăn bắt đầu ập đến. Các quan sát chương 2 câu 16 Xong Đức Giê-hô-va giấy lên những quan sát giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Và câu 17 chúng ta vừa đọc Nhưng chúng cũng không nghe các quan sát và câu 18 và khi Đức Giê-hô-va giấy lên các quan sát cho Israel bạn có thấy không? Đức Chúa Trời đã dấy lên một quan sát và họ vẫn ổn, nhưng rồi họ không nghe lời các quan sát. Và thế sau, Chúa đã dấy lên một quan sát khác. Đức Giê-hô-va ở cùng quan sát đó và trọn đời quan sát ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ tại cớ những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Và ngay cả khi ngay cả sau khi Đức Giê-hô-va đã dấy lên các quan sát rồi, câu 19 tới câu 23, sự xa ngã và sự tham lam của họ vẫn chưa cất khỏi họ. Câu 19, kế sau, khi quan sát qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy, Israel không khứng chừa bỏ việc làm ấy hay là lối cố chấp của họ thay vì chỉ nghĩ về dân Israel thời đó tôi xin lỗi vì đã yêu cầu bạn làm điều đó nhưng đối với một tấm lòng tha thứ chúng ta hãy đọc điều này hãy áp dụng chính mình vào điều này nghĩ về chính mình hỏi rằng tôi có như thế này không sau khi các quan sát qua đời rồi, sau khi sự hướng dẫn đó, hoặc sau khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta vẫn ổn, nhưng sau đó một thời gian nó lại lụi tan và chúng ta quay lại với các thần khác của mình. Một lần nữa, có rất nhiều vị thần mà chúng ta có thể có xung quanh trong đời sống mình, nhưng một trong những thần tượng rất lớn là tiền bạc. Tôi tin rằng còn có một thần tượng vĩ đại hơn trong đời sống của chúng ta là gì? Có ai đoán được không? Nó bắt đầu với chữ i. Như là iPhone, iPad. Đây là tôi. Chính tôi và tôi Câu 12. Bởi cớ cơ đó, cơn thạnh nộ của Đức Sô Va nổi phần lên cùng Israel mà Ngài phán rằng vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó và vì chúng nó không có nghe lời phán ta nên về phần ta, ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Joshua để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Joshua. Bây giờ, giải pháp của Chúa cho vấn đề này là gì? Họ ngày càng trở nên tham nhũng hơn. Chúa sai các quan sát đến, họ tiếp tục tham nhũng, nó rất tạm thời. Rất tạm thời. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này vào tuần tới, về tính chất tạm thời của ân điển. Thời ân điển, ân điển thường kéo dài bao lâu đối với bạn? Bạn được chứa ban phước, bạn nói tôi có một đời sống, tôi có một cuộc sống đúng đắn. Việc đó kéo dài bao lâu? tôi sẽ không quay trở lại với tội lỗi cũ của mình điều đó kéo dài bao lâu hai ngày hai ngày đó là một khoảng thời gian quá lâu khi chúng ta nghe về đồng vắng đang gặp khó khăn chúng ta nói tôi sẽ không bao giờ sụp đổ điều đó kéo dài trong bao lâu hai giờ hai giờ nữa hai giờ tối đa nên họ tiếp tục làm điều đó. Và vậy, giải pháp của Chúa là gì? Điều đó hơi khắc nghiệt. Ngài nói được rồi, ta sẽ không đuổi dân Canaan ra để chúng làm cái gai cho ngươi, để ta thử ngươi với dân này. Vì thế bây giờ họ đã không vâng lời Chúa bằng cách không đẩy những dân khác ra ngoài. Và Chúa phán, ta sẽ không để cho chúng ra ngoài. Ta sẽ dùng các dân ấy để thử thách dân Israel. Chúa chưa bao giờ nói, ta sẽ rời bỏ ngươi. Chúa chưa bao giờ nói, ta sẽ trừng phạt ngươi. Đây là tình yêu của Chúa. Vì vậy, hãy tự hỏi, có phải có thứ gì đó? Một tật nguyền, một loại gai tội lỗi nào đó, hoặc một điều gì đó không biến mất trong đời sống của tôi mà đáng lẽ ra tôi nên vứt bỏ. Có lẽ vì tôi không vâng lời và ném chúng đi. Và Chúa nói, ta sẽ giữ điều đó trong kiếp ngươi. Hãy nhớ đến sứ đồ phao lô. Tất nhiên không phải vì sứ đồ phao lô không vâng lời mà sứ đồ phao lô có một cái gai là gì? Làm vấn đề ở mắt phải không? Cô Rinh Tôn Nhì chương 12 câu 7 tới câu 10 Cô Tô Nhi, chương 12, câu 7 tới câu 10 Vậy nên e rằng tôi lên mình kêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của sa tăng để vã tôi và làm cho tôi đừng kêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, tôi vì Đấng Christ mà đàn chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngạc, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Có thể có những điểm yếu mà Chúa chưa loại bỏ được trong cuộc đời của tôi. Và sứ đồ Phaolô coi đó là một sức mạnh. Vì cớ điều đó, ông đã học cách tạ ơn Chúa trong những lúc khó khăn của mình. Khi sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngạc, bắt bớ, khốn khó. Đây có phải là lý do, vấn đề tại sao chúng ta cằn nhằn và phàn nàn những yếu đuối của tôi những bệnh tật của tôi những lời lăng mạ tôi nhận được trong nhà thờ hay từ những người khác với sự bất công sự bắt bớ những khó khăn đó có thể là những khó khăn về tài chính những khó khăn trong các mối quan hệ chỉ là những khó khăn của bản thân tôi những khó khăn trong cuộc sống của tôi đây là những điều mà chúng ta nghĩ là lý do chúng ta đáng để phàn nàn và cằn nhằn nhưng xứ đồ phao đã vì có một cái gai trong xác thịt của ông. Chúa đang nói với dân Israel trong các quan sát rằng ta sẽ giữ vững chiếc gai này để huấn luyện các ngươi. Vậy chúng ta hãy nhìn lại điểm yếu của mình ngày hôm nay. Nếu không có những điều đó, không có những sự yếu đuối đó, liệu tôi có còn ở đây không? Đức tin của tôi có lớn lên nhiều không? Liệu tôi có còn khiêm tốn nữa không? Chúa đang nói, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó, khỏi dân Canaan bằng sức riêng của mình. Họ đã bám rễ rất sâu vào vùng đất đó, giống như sự yếu đuối của chúng ta đã ăn sâu vào trong đời sống của mình. Cách để đuổi chúng ra không phải là chống lại chúng nữa, nhưng có một cách là làm đẹp lòng Chúa, tôn thờ Chúa chỉ bằng cách sống theo những gì Chúa nói. Từ thời điểm này, dân số ký chương 14 câu 8, Joshua và Caleb đã nói đúng khi họ đang do thám vùng đất. Mười người do thám khác đã đưa ra một báo cáo xấu về vùng đất đó. Nhưng chỉ có hai do thám, Joshua và Caleb nói, Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho ấy là một xứ đường sữa và mật. Có bao giờ bạn cố gắng loại bỏ những điểm yếu của mình chưa? Bạn đã cố gắng bỏ sửa thói quen xấu này chưa? Tôi không nói rằng hãy ngừng cố gắng, nhưng tôi đang nói có lẽ chúng ta nên thực hiện một chiến lược để loại bỏ nó có lẽ chúng ta phải ăn năn sớm hơn khi chúa Phán hay loại bỏ những điều đó ra. Tôi đã không loại bỏ và bây giờ nó trở thành một cái gai trong đời sống của tôi. Nhưng rồi chúa sử dụng cái gai đó. Chúa không bao giờ quên dân sự của ngài đó là vấn đề. Họ tiếp tục lặp lại cùng một lỗi. Họ tiếp tục chối bỏ và khước từ chúa, tiếp tục quay lưng với chúa. Bạn đã làm được những gì? Tôi đã làm được những gì? Tôi muốn nói rằng bạn hãy quên nó đi. Chúc bạn ngủ ngon với dân Canaan. Tôi sẽ đi săn, đi tìm một quốc gia khác. Tôi sẽ, tôi sẽ nhân trước không bao giờ làm điều đó. Và đó thật sự là lý do tại sao chúng ta vẫn ở đây. Đó là lý do tại sao Chúa của chúng ta là một đấng tốt lành. Và hãy tưởng tượng rằng lòng của Chúa, lòng của Chúa sẽ trở nên như một lõi chim bạn biết đấy khi chúng ta gặp rắc rối bố mẹ lại nói như thế này cơ thể của bố mẹ đang bị đốt cháy hết bởi vì con vì sự tức giận vì lo lắng và căng thẳng đức chúa trời phải kiên trì và nhẫn nại đến mức nào vậy chúa làm gì chúa bắt đầu huấn luyện lại họ Chúa bắt đầu huấn luyện lại chúng ta. Nếu chúng ta đã sa ngã Chúa trong thời kỳ tốt lành, thì Chúa Ngài sẽ đem đến những thời điểm khó khăn. Nếu bởi vì tiền, nhiều tiền, làm tôi sa ngã, Ngài sẽ lấy mất tiền. Nếu có quá nhiều sự giúp đỡ khiến tôi rời xa Chúa, Chúa sẽ lấy đi sự giúp đỡ đó. Xin đừng nghĩ rằng mọi trường hợp bệnh tật đều là do đó mà trong trường hợp này họ đã đến Canaan họ đã bắt đầu nếm trải sức mạnh của chủ nghĩa duy vật họ bắt đầu nếm trải sự tiện lợi họ bắt đầu nếm trải cuộc sống thoải mái đó là lý do tại sao họ rời xa chúa và bây giờ chúa nói ồ được rồi ta sẽ cất đi cuộc sống thoải mái đó để ngươi có thể quay lại với ta bởi vì ý muốn của chúa trên thế gian này không chỉ để cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp và có một đời sống thoải mái sung sướng Đối với Chúa đó không phải là một phước lành, đó là một phương tiện để thực hiện công việc của Chúa. Nhưng nếu điều đó khiến chúng ta rời xa Chúa, Chúa sẽ lấy điều đó đi. Chúa thà có bạn, còn hơn là có bạn, lạc lối trong cuộc sống giàu sang và tiện nghi. Mục đích của Đức Chúa Trời là để chúng ta được ở với Ngài, để chúng ta được vào vương quốc của Đức Chúa Trời và nhận lấy tất cả cơ nghiệp lớn lao của Ngài. Và nếu những điều tạm thời hiện tại đó là sự giàu sang, sự sung sướng, sự thỏa mãn, sẽ khiến chúng ta không vào được nước Đức của Trời, thì Chúa Ngài sẽ cất những điều đó đi. Vì vậy, cuộc chiến giữa Chúa và dân Israel, ai chính trực hơn? Tôi thật sự không thể nhớ chính xác là năm nào. Tôi nhớ đâu đó vào khoảng 2011 hoặc 2012. Một mục sư đã đưa ra một thông điệp với tựa đề đại lại như Chúa bướng bỉnh. Và nội dung là Chúa muốn ban phước cho chúng ta một cách ngoan cố nhưng chúng ta cứng đầu đến thế. Vậy ai cứng đầu hơn, ai bướng bỉnh hơn? Và câu trả lời là gì? Ý tôi là không ai có thể cứng đầu hơn Chúa. Nghĩa là ai kiên nhẫn hơn? Chúa, Ngài đã đợi 6 ngày năm, chúng ta đã đợi trong bao lâu? Và vì vậy, Chúa đang nói rằng bây giờ, ngươi có muốn cạnh tranh, ngươi có muốn xem thử ai cứng đầu hơn? Nhưng Chúa nói rằng Chúa Ngài có tất cả những thời gian, Chúa là mãi mãi là vĩnh cửu ngài có thể đợi bao lâu cũng được nhưng đối với chúng ta chúng ta không có nhiều thời gian như vậy khi chúa nói hãy nhanh lên nhanh lên đó không phải là vì chúa chúa có tất cả thời gian ngài muốn đó là vì lợi ích của chúng ta ngài nói chúng ta cần phải được cứu trước khi quá muộn đó là lý do tại sao chúa nói nhanh lên nhanh lên nhanh lên và qua cuộc đấu tranh với chúa Chúa dạy chúng ta cách loại bỏ những điều không cần thiết và lấy nắm giữ những điều cần thiết. Và điều cuối cùng, sự kết thúc đỉnh cao là vào thời điểm chết. Đến lúc chết, bạn sẽ chọn nếu giữ điều gì và tôi nghĩ mọi người rất nhiều cơ đốc nhân đang chờ đợi khoảnh khắc đó ồ tôi sẽ từ bỏ thói quen xấu của mình và đến với chúa ngay trước khi chết vì thế nếu bạn đang chờ đợi thời điểm đó chúa sẽ ban nó cho bạn nếu đó là điều cần thiết để bạn trở về với chúa thì tại sao không đó là điều chúa muốn phải không tôi đang ném ra những lời nguyền rủa ở đây à không nó không phải như thế đâu bạn sẽ làm gì nếu bạn là chúa bạn muốn ai đó quay lại với bạn và cái chết và sự sống không thực sự quan trọng với bạn bởi vì bạn là Chúa. Trước khi người đó đi quá xa. Người đó cần phải quay lại với bạn. Vì vậy theo thời gian, Chúa đang dạy chúng ta điều gì chúng ta cần nắm giữ và điều gì chúng ta cần buông bỏ chúa đang chờ đợi chúng ta lớn lên chúa đang chờ đợi chúng ta cho ngài thấy một sự thay đổi đó nhưng một trong những vấn đề trong lịch sử của hội thánh là sự phát triển rất khó khăn và vất vả hãy nghĩ về bản thân bạn một năm trước hai năm trước hoặc năm năm trước hoặc mười năm trước hãy nghĩ về loại vấn đề mà bạn đang gặp phải trước đó và hiện tại bạn đang gặp phải loại vấn đề gì lúc đó bạn căng nhằn và phàn nàn về điều gì và bây giờ bạn đang phàn nàn về điều gì nó có giống nhau không bạn biết đấy có một trò đùa xung quanh các mục sư ba công việc trên thế giới rất giống nhau luật sư bác sĩ và mục sư Đoán xem có gì giống nhau Tại sao chúng giống nhau Số 5 bạn phải học để được Như thế này cũng tương tự như vậy Bạn phải học khoảng 8 năm 8 hoặc 9 năm Để có được bằng cấp trở thành Bác sĩ, luật sư hoặc mục sư Một điều nữa Mọi người chỉ đến với bạn khi họ gặp khó khăn không phải chỉ có tin tốt hay chỉ có tin xấu. Luật sư, họ đến với bạn khi họ gặp rắc rối. Bác sĩ, họ đến với bạn khi họ bị bệnh. Tôi không biết về phần mục sư thì sao, nhưng chúng tôi là những mục sư nói rằng tốt hơn khi làm mục sư bởi vì nếu bạn sống đủ lâu, họ sẽ quay lại với bạn với một tin tốt. Nếu bạn sống đủ lâu bởi vì Chúa kiên trì và Chúa là đứng tốt lành. Một ngày nào đó, Ngài sẽ thay đổi ít nhất một người trong hội thánh và họ sẽ quay lại với bạn và nói Thưa mục sư, tôi đã đắc thắng rồi, tôi đã từ bỏ thói quen xấu của mình hoặc là tôi không còn say nữa, tôi biết ơn về điều gì đó. Đây chỉ là một lời đùa thôi, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về lễ tạ ơn. Nhưng một phần là đúng, vì tôi đã trải qua rất nhiều lần, hoặc vài lần. Con người không hề thay đổi. Tôi sẽ không nói về nó ở đây vì tôi vẫn còn ở đây. Nhưng trong quá khứ những nhà thờ hay mục sư mà tôi đã từng đến, bạn biết đấy, tôi đã ở đó 3 năm, 5 năm người ta đến với tôi cùng một điều cùng một lời phàn nàn người ta không đến nhà thờ vì một lý do tương tự họ cứ qua lại họ cứ ngừng phục vụ hội thánh vì một lý do tương tự và sau đó họ bắt đầu sau một thời gian họ ngừng phục vụ rồi và điều tương tự cũng xảy ra họ ngừng phục vụ đó là một sự lặp lại nhưng chỉ đến khi sau này tôi phải chuyển đi nơi khác và quay lại thăm tôi mới nhìn thấy người ồ bạn đã thay đổi rồi vâng sau khi mục sư rời đi tôi đã thay đổi rồi nhà thờ trở nên đẹp đẽ hơn và nhiều thứ khác biệt hơn và tôi bắt đầu suy nghĩ bởi vì những điều như thế này xảy ra rất nhiều lần ở nhiều khía cạnh khác nhau và tôi bắt đầu nghĩ, liệu tôi có phải rời đi để giáo hội phát triển và trở nên tốt hơn? Không có ai trả lời hết. Tôi có cần phải làm vậy không? Ít nhất là họ đã thay đổi. Ít nhất Chúa đã cứng cỏi hơn trong cuộc đời họ và giúp họ nhận ra nhận ra rằng đó là Chúa tốt lành của chúng ta. Vì vậy tôi cầu nguyện rằng dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ, hãy nhớ rằng Chúa vẫn không từ bỏ bạn. Tất cả chúng ta đều tệ như vậy, vâng. Chúng ta phải vật lộn với những rắc rối, tội lỗi, khó khăn giống nhau. Nhưng có một điều Chúa phán, ta vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ con. Ta vẫn sẽ cứng cỏi hơn người. Nhưng nhưng tốt hơn hết là nên từ bỏ sớm. Bởi vì sẽ tốt hơn rất nhiều khi chúng ta nhận được những phước là nấy sớm hơn. Và đó là lý do tại sao Chúa đã sai phái các các quan sát đến để tỏ cho họ thấy rằng Ngài vẫn còn quan tâm. Có bao nhiêu quan sát ở đó? 12. Có ai nói 13 không? Đáng lẽ bạn phải nói 12. Được rồi. Có ai nói 12 không? 13. 13. Tại sao? 12 quan sát và tiên tri Samuel cũng là quan sát, phải không? Vì vậy, ngoại trừ tiên tri Samuel 12, có ai nhớ không? Chúng ta bắt đầu nhé, sẵn sàng chưa? Ốt niên, ê hút, Deborah, Gedeon, Zephthê, Samga, Thola, Jair, Ipsan, Elon, Abdon và Samson. 12 được rồi. Chúng ta sẽ đi qua các quan sát này hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về Otni thêm 10 phút nữa rồi kết thúc. niên là người bình thường duy nhất trong số 12 các quan sát được Chúa cử đến, nhưng có một số điều nhỏ nhặt thiếu ở đó. Đây là những các quan sát trong ngôn ngữ gốc, có nghĩa là những người hòa giải. Phân đoạn ngày hôm nay, họ là người được gửi đến, là người được gửi đến giống như đứng cứu thế. Vậy các quan sát trong một cách nào đó đã báo trước rằng đứng cứu rỗi là Chúa Giêsu Christ. Họ ở đó để phán xét đồng thời đưa ra thông điệp của chúa và tôi có nói trước đó có những điều gì đó khiến những các quan sát này mất tập trung đến mức họ hầu hết là những người bình thường và họ bị coi là có khuyết điểm hoặc kém lý tưởng cho vị trí đó giống như các mục sư ngày nay như tôi đang nghiên cứu về các quan sát tôi có thể liên kết với họ rất tốt bạn biết đấy sẽ tuyệt vời biết bao nếu một người có vẻ ngoài giống Brad Pitt đang đứng đó và giảng thì nhà thờ sẽ tràn ngập phải không bạn biết bạn đang nói vâng tại sao tại sao lại thế này tại sao lại như vậy bởi vì tôi sẽ đưa ra câu trả lời vào tuần sau Ehud thuận tay trái, nghĩa là tay phải hoạt động không thật sự tốt. Samga là một người nông dân, nghĩa là một người chăn chiên. Deborah là một người nữ. Bạn có thể nói, tại sao lại là người nữ, nhưng vào thời đó thì là người nữ. Và Gideon rất yếu đuối và ông là con út trong gia đình. Và ông là một người hèn nhát. Zephe là con trai của một kỵ nữ. Và Samson đã xa đạ về mặt đạo đức nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người có sự bất toàn và yếu đuối làm các quan sát. Chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng Ốt Niên, tên của Ốt Niên có nghĩa là Chúa là sức mạnh. Chúa tiến về phía trước. Và Ốt Niên là cháu trai của Caleb. Khi Caleb nói rằng ông đang chiến đấu để phục thù con gấu và ông nói Ai chiến đấu và lấy được con gấu, ta sẽ đưa con gái ta là Aksa cho người. Và Othni đã đánh, và ông ấy đã chiến thắng, và Caleb đã trao con gái của ông là Aksa cho người. Aksa là một người nữ khôn ngoan. Bà ấy không chỉ lấy đất của Caleb, mà còn trên đường bạn biết đấy, người ta nói khi con gái bạn kết hôn, cô ấy lấy mọi thứ trong nhà bạn bạn biết đấy, có một điều tương tự và bạn có thể nói tôi chưa bao giờ làm điều đó để tôi hỏi bố mẹ bạn. Có thể bạn đã làm điều đó và bố mẹ không bận tâm con gái bạn và từ đó lấy chồng và quay lại cần thêm một chiếc thìa và bạn đã cho nó hết những chiếc thìa bạn có và vì vậy xa. Cô ấy nói bố ơi chúng con cần một cánh đồng, chúng con cần một cánh đồng nên ông đã giao cho cánh đồng phía nam ông ấy không chỉ cho một cánh đồng mà còn cho cả một vùng và trên ngựa cô ấy chuẩn bị đi nhưng rồi cô ấy lại xuống và nói rằng bố ơi nhưng chúng con cần một ít nước và ông ấy nói được thôi ta sẽ đưa cho con hết suối trên và suối dưới nhưng cô ấy đang làm điều đó vì lợi ích để phát triển đất nước và vì mục đích thực hiện ý muốn của chúa bạn có thể đọc nó trong chương 1. Và điều thứ hai, Otni đã cứu Israel khỏi Kusan Thaim, khỏi sự áp bức trong 8 năm. 8 năm. 8 năm dài họ bị áp bức. Otnien, chúng ta hãy đọc các quan sát chương 3 câu 10. Các quan sát chương 3 câu 10 có chép rằng thần của đức Giê-hô-va cảm động người người đói xét israel và đi ra chiến trận đức Giê-hô-va phó kusan risa thay im vua aram vào tay người khiến cho người thắng kusan risa thay im ông không chỉ là người giải cứu dân israel nhưng ông cũng là một quan sát và ông đã phán xét dân israel bởi vì thần của đức của trời đang ở trong ông hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới đang sống trong một thời đại mà cần những người như thế này Chúng ta cần những người như Othniel và Aksa, đặc biệt là Othniel. Khi mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, khi mọi người không đặt chúa lên hàng đầu ưu tiên. Othniel là người đã mang lại hòa bình cho Israel trong 40 năm. Và đó không phải là tài năng của ông, không phải là ngoại hình, không phải là khả năng, mà là thần của Đức Chúa Trời đang ở trong ông. Cho dù tài năng của bạn đến đâu, bạn trông tuyệt vời đến đâu, dù bạn làm việc tốt như thế nào, nhưng nếu thần của Đức Sô Va không ngự trên bạn, bạn không thể làm công việc của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi bạn bắt trước và làm theo điều đó, thì sự vinh hiển cũng sẽ không thuộc về Ngài. Và đó là một điều mà chúng ta cần phải sẵn sàng. Ai là người chiến thắng thực sự? Ai là người vĩ đại hơn mọi thứ? Ai là người dũng cảm thật sự? Họ là những người giành được chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Othniel đã thắng trận chiến thuộc linh đó, trận chiến đó vào thời điểm đó. Nhưng chúng ta cần Othniel ngày hôm nay, những người sẽ ra đi. Khi có những người thật sự không tiến tới, thì Othniel đã tiến lên và tôi tin rằng chúng ta cần người như thế trong hội thánh của chúng ta trong ngày nay là những người sẽ tiến lên và giành được chiến thắng trong trận chiến thuộc linh. Vâng, mọi người đều phàn nàn rằng ồ, vì điều này mà tôi không thể. Đời sống đức tin của tôi bị ảnh hưởng và khó khăn. Nhưng người ta có thể nói rằng không, dù có khó khăn, tôi vẫn giành được chiến thắng những người giành được chiến thắng về mặt thuộc linh là những người giành được chiến thắng trong buổi thờ phượng đầu tiên bạn phải giành chiến thắng khi đến nhà thờ vì satan cố gắng hết sức ngăn cản chúng ta đến nhà thờ thứ hai bạn phải giành được chiến thắng khi đến nhà thờ đảm bảo rằng bạn không ngủ quên satan đảm bảo rằng hắn sẽ gieo tinh thần buồn ngủ vào bạn và bạn đến và ngủ trong nhà thờ Tất nhiên đến nhà thờ còn tốt hơn là không đến nhưng bạn đã ngủ quên trong nhà thờ bạn nhớ gì tất nhiên bạn đang chìm vào giấc ngủ bạn nghĩ rằng mình đang nghe và bạn phản ứng với những điều khác nhau đúng và sau đó chỉ vậy thôi bạn cố gắng tìm kiếm ký ức đó ở đâu nhưng nó đã biến mất nó ở trên mây bạn không thể nhận lấy nó và thứ ba chúng ta cần giành chiến thắng qua sự thờ phượng bằng cách ghi lấy lời chúa đảm bảo rằng lời chúa được áp dụng vào đời sống mình tiêu diệt thế lực bóng tối chúng không ngừng giúp chúng ta bỏ đi những thói quen xấu và phá bỏ bóng tối những suy nghĩ đen tối và những suy nghĩ chán nản trong cuộc đời tôi và đó là những người giống như Aksa xa là những người sẽ cầu xin chúa cha của chúng ta trên thiên đàng khi ngài cho phép và chia phần thưởng và đất đai trong vương quốc thiên đàng và chúng ta có thể nói rằng thư cha vùng đất cánh đồng và có thể là cả dòng nước trên và ở dưới và ngài sẽ tiếp tục ban tặng cho chúng ta chúng ta sẽ được thưởng lớn Chúa đang tìm kiếm ai không phải người có thành tích siêu phàm không phải người có tài năng tuyệt vời sẽ tốt thôi nhưng điều quan trọng hơn không phải là những gì nữa vời không phải những cái đang bật và tắt tôi cầu nguyện rằng ca đoàn của chúng ta ngày hôm nay hôm nay các bạn được ban phước bởi ca đoàn này không Tôi cầu nguyện rằng ca đài sẽ tiếp tục như vậy, kiên trì nhất quán đáng tin cậy. Chúa Jesus nói: "Khi tất cả mọi người đã đi, chỉ còn lại 12 người. Chúa Yêu sư nói: Ngươi cũng sẽ đi phải không?" Điều Chúa Jesus quan tâm không phải là 5.000 người đang theo Ngài. Chúa Jesus quan tâm đến 12 hoặc 11 người vẫn còn ở lại những người mà Ngài có thể trông cậy, những người mà vẫn ở đó khi Ngài cần. Cảm ơn Chúa, nguyện chúng ta là ốc niên của ngày hôm nay. Amen. Hãy cùng cầu nguyện. Lạy cha thiên thường kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì đã cho chúng con có thời gian này để suy nghĩ về thời kỳ của các quan sát và những điểm yếu của chúng con, những lỗi lầm chúng con đã phạm phải, những lời làm bầm mà chúng con có trong lòng. Nhưng Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài rất nhiều khi Ngài vẫn còn bên cạnh chúng con, rằng Ngài chưa bao giờ từ bỏ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì rất kiên nhẫn và bền bỉ, rất yêu thương và luôn muốn ban phước cho chúng con. Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con từ bỏ tính bướng bỉnh, giúp chúng con vượt qua bóng tối và khó khăn trong cuộc sống, và giúp chúng con trở nên như ôt niên, tiến lên và giành chiến thắng và chúng con cảm ơn ngài rất nhiều vì đã ban cho chúng con sự can đảm và tinh thần của ngài và cầu mong rằng thần của Đức Giêsu sẽ ngự trên đầu và trong nhà của mọi thành viên trong hội thánh Zion của chúng con chúng con cầu nguyện rằng họ sẽ là những người có thánh linh của Đức Chúa trời ngự trên họ điều đó sẽ cho phép họ tiến bước và giành được chiến thắng điều đó sẽ cho phép họ đồng thời trở thành những người phục vụ thật sự của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì ân điển của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.